Hello, chào tất cả các bạn quay lại channel của mình. Hôm nay mình sử dụng các bạn gấp một con cua nhé. Để gấp được một con cua này, trong màu sử dụng hôm nay mình sử dụng màu xanh với màu vàng các bạn nhé. Còn dụng cụ làm việc của mình không thể thiếu đó là một chiếc kéo, một chiếc thước và một hộp hồ và một chiếc bút nhé. Để làm được nó thì giờ mình sẽ bắt đầu làm này. Thì mình làm một thân con cua nhé. Thân con cua thì mình để là 9 cm các bạn nhé. Thân con cua thì mình để là 9 cm. Đun lại. Không mở ra này. Tập tiếp vào này lại. Tiếp ra nghe kệ nói. Mình gặp gốc vào này. Mở ra gấp tiếp một này nữa. Mình kéo phần dư của nó đi nhé. Để là 8,5 cm các bạn nhé. Xong mình cắt phần dư của nó đi nhé. Xong rồi mình gập nó vào nhé. Tô hồ lên nhé. Mình dán này vào này. Sau đó mình úp cái này vào nhé. Giờ tiếp theo mình làm càng con cua. Càng con cua mình sử dụng tô màu vàng.
con cua mình làm hai chiếc càng trước. Đấy, mình cắt bọc dư của nó đi này. Rồi mình vẽ đầu càng của nó. Bên này mình vẽ như vậy luôn. Cho mình kết bằng những phần dư của nó đi nhé. Chiếc càng này cho con cua mình dùng tông màu xanh của nó luôn, tông màu xanh cho bản thân của nó. Ok, giờ mình cắt 6 chiếc chân ra nhé. Mình cắt 6 chiếc chân nó ra. Quả này cảm giác chi phải trong chạy 14 quả à, 14 C1 là mình chạy ở trong cơ rồi. Đây này. Nó đang này nó bị nó. Đi không gặp lại đúng không? Cứ lên nó áo ra bỏ thủ tục là gì? Điều cái nịt Điều nó lù vốn, nó lù vốn, lù năng này. Điều người ra, người đù. Đúng rồi em. Nằm giữa 15 đi vần kim xuân luôn. Ôi là khi sớm nó phá rồi ta. Rồi những áo nữa. Nói gì? Cua. Giờ chúng ta làm cái thân con cua, dán cái thân cua lên đoạn chân này, xong con cua rồi. Có 3 giớ là lò đến 5 giớ gì nhỉ? Xôi. Cua này. Còn cua. Như vậy là mình hoàn thành xong con cua này rồi. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, share, một đăng ký kênh nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.